Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người về một cái giàn nho cũng hơn 2 năm tuổi. Hiện tại thì giàn nho phát triển đang rất là tốt. Mình sẽ đi thẳng vào nhà để giới thiệu cho mọi người thấy. Chủ nhà đang làm cái giàn nho trên một khung sắt rất là chắc chắn, có đan những cái sợi dây bằng thép để cho nho nó phát triển theo. Cái giàn nho này thì có diện tích khoảng 40 m², từ hai góc chính. Đây là một góc, hai góc. Đấy. Nho này thì đang ở cái vị trí là ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi một năm thì cho khoảng 3 đợt trái, nhờ theo cái cách xử lý. Đây, trái đang đây. Xử lý ra hoa của bên mình. Mỗi đợt thì trái cũng không nhiều lắm, nhưng mà vẫn có để cho chủ nhà ăn sau khoảng 3 tháng. Thì cái cách xử lý ra hoa và ra trái thì mình sẽ nói sơ bộ như thế này. Thì từ những cái thân chính của cây nho bò lên thì có những cái thân to này. Đấy. Thân to này. Đấy. Nó bò chính đó. Thì đó là những cái thân chính. Còn những cái thân mà từ thân chính đó ra thì đó là những thân phụ. Thân phụ đó thì nó sẽ phát triển lá và nhánh trên những cái thân phụ đó. Thì khi mà thu một đợt trái xong thì mọi người cứ lặt hết lá, lặt hết tất cả các lá luôn. Còn cái thân phụ thì mình chỉ chừa lại khoảng 20 cm, thì tầm 3 đến 4 mắt đó. Hoặc là chừa những cái chỗ mà nó có mắt ngủ đó, thì mọi người chỉ chừa như đó thôi, còn bao nhiêu thì cắt bỏ đi. Chỉ chừa thân chính, sau đó là thân phụ thì chỉ 20 cm, khoảng 3 mắt lá đó, còn bao nhiêu cắt bỏ hết. Sau đó là bón phân hữu cơ cho từng gốc, phân hữu cơ để cây phát triển lại, đâm nhánh ra lá lại, bón thêm phân NPK để cho cây phát triển tốt. Sau một thời gian ra lá đủ, cây nuôi đủ sức trong thân thì cây sẽ bắt đầu sẽ ra lại hoa và kết quả. Thì nếu như xử lý tốt thì mỗi một năm thì cây sẽ cho khoảng 3 đợt quả. Đấy. Năng suất thì không bằng như ở những cái khu vực chuyên canh, nhưng mà vẫn có để chủ nhà ăn xong khoảng 3 tháng, hơn 3 tháng, 4 tháng. Thì nhưng mà nho này rất là ngọt nha, chứ không có dở hay là kém chất lượng so với những cái vùng chuyên canh như ở Phan Rang hay là những vùng khác. Bạn thấy nho trái cũng khá nhiều chứ không phải ít. Đây. Do là chủ nhà không thích bón phân hóa học cho nên là cái giàn này đang sử dụng 100% là phân hữu cơ organic, thì trái ăn khá là ngọt. Cho dù trái, mặc dù trái không to nhưng mà ăn cái vị rất là đậm đà, ngọt. Có một chùm rất là đẹp. Cảm ơn mọi người đã xem video.